Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại hình ảnh người dân tri hô đuổi theo khống chế hai nghi can cướp giật tài sản. Qua tìm hiểu sự việc xảy ra trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu vào chiều ngày 1 tháng 6, hai thanh niên đi trên xe máy cướp giật điện thoại của một cô gái. Trên đường tháo chạy, xe máy của hai thanh niên trên đã xảy ra va chạm với xe máy của một người đi đường. Sau khi bị ngã xe, hai thanh niên trên chạy bộ thì bị người dân tri hô đuổi theo và khống chế sau đó thông tin về vụ việc trên được người dân báo công an hiện hai thanh niên trên đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật